Tiếp nối là những thông tin thị trường đáng chú ý. Một tháng sau khi trúng thầu, đại diện tập đoàn Tân Hoàng Minh đã bỏ cọc lô đất 3, 12 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm và chấp nhận mọi chế tài về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này theo quy định của pháp luật. Thư giải thích việc đơn phương chấm dứt hợp đồng là nhằm đảm bảo một phần ổn định thị trường kinh doanh bất động sản, lợi ích của tập thể, của xã hội lên trên. Nhưng mà nhiều chuyên gia cho rằng việc Tân Hoàng Minh sau khi trúng đấu giá thì lại chấp nhận bỏ cọc thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực lớn tới thị trường bất động sản và gây khó khăn cho việc đấu giá sau. Theo đó, nếu Tân Hoàng Minh hủy hợp đồng tại thời điểm này, lô đất vẫn là đất công thuộc quyền quản lý của nhà nước. Trường hợp này không áp dụng quy định, đơn vị trả giá cao thứ hai sẽ được mời mua tài sản đấu giá bởi phiên đấu giá thì đã chấm dứt. Các bên đã ký hợp đồng mua tài sản đấu giá và Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có quyết định công nhận kết quả đấu giá. Bởi việc đơn vị trả giá cao thứ hai được mua tài sản đấu giá chỉ áp dụng khi đơn vị trúng thầu giá từ chối mua ngay sau khi trúng đấu giá, kèm theo điều kiện giá được trả cao thứ hai cộng với số tiền đặt cọc đấu giá bằng hoặc cao hơn giá mà đơn vị trúng thầu đấu giá vừa từ chối. Nhiều chuyên gia cho rằng với việc tháo chạy của Tân Hoàng Minh, ngân sách nhà nước sẽ không thu được khoản tiền là 24.500 tỷ đồng đấu giá, đồng thời kéo theo hàng loạt các hệ lụy khác từ vụ hủy cọc của Tân Hoàng Minh. Tuy nhiên, xét về hệ lụy cho thị trường bất động sản, thì việc xin bỏ cọc lô đất đấu giá của Tân Hoàng Minh sẽ làm cho giá cả thị trường khu vực Thủ Thiêm xuống và dần trở lại mặt bằng cũ. Mặc dù chưa đủ điều kiện mở bán, huy động vốn theo quy định, thế nhưng dự án TNR Bỉm Sơn Thanh Hóa đã được nhiều nhân viên môi giới giao bán, nhận tiền cọc đặt chỗ. Để tránh rủi ro cho khách hàng, thì chính quyền địa phương đã phải ra văn bản cảnh báo người dân. Nhưng bất chấp những văn bản đã được ban hành, nhân viên môi giới dự án vẫn trèo kéo, dụ dỗ khách xuống tiền. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Những hình ảnh này được chúng tôi ghi lại vào đầu tháng 1 năm 2022 tại khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tại thời điểm ghi hình, phần hạ tầng mới chỉ là giai đoạn san lấp tạm mặt bằng. Theo quy định của luật kinh doanh bất động sản, khi dự án chưa được nghiệm thu hạ tầng và chưa hoàn thiện nghĩa vụ tài chính thì chưa được phép mở bán. Thế nhưng, chủ đầu tư dự án này đã ban hành nhiều chính sách và ký hợp đồng môi giới bất động sản với nhiều sàn để giao bán rầm rộ. Bây giờ hiện tại chỉ còn khoảng 60 lô thôi. Thế à? Đấy, đúng rồi. Cái này thì tổng dự án là có khoảng bao nhiêu lô? Tổng dự án là 1032 lô. Được phân phối cho 4 sàn. Gồm những sàn gì? Bên em có Sunrise này, là của bọn em này, Song Vi này, TTH này và bên Hải Phát. Là đã bán được khoảng bao nhiêu rồi? Tổng của cả dự án? Tổng của cả dự án thì đã được gần 2/3 bán hàng rồi. Thế ký hợp đồng đặt chỗ với em, với bên công ty của bọn em, Sunrise. Hợp đồng đặt vốn hả? Hợp đồng đặt chỗ. Hợp đồng đặt chỗ nghĩa là như nào thì cũng không hiểu. À, có nghĩa là cái này á, bản chất của nó là hợp đồng góp vốn. Nhưng mà mình sẽ, trên giấy tờ của nó sẽ là hợp đồng đặt chỗ. Tiên ở Bắc Giang, bọn em làm hai cái. Một cái là ở Bình Đông, một cái là Thăng. Tất cả đều là hợp đồng của nó đều đặt chỗ. Chị cứ xem qua về vị trí đấy đi. Còn về pháp lý thì em sẽ cho chị xem sau. Chị không phải lo vấn đề pháp lý đâu. Sau khi dồn dập trèo kéo, dụ khách xuống tiền, nhân viên môi giới cũng không ngại chia sẻ về những chiêu bài lách thuế của chủ đầu tư. Mấy cái bài này hết rồi. Đây và đây là hết rồi. Đây là hết rồi. Khi ra hàng là cái này thực tế là cũng không phải là khách mua mà khi ra hàng là bên công ty tặng cho các quan chức rồi. À, người quen. Sao lại tặng cho quan chức? Cho dễ thế. Không, cho ngoại giao đấy, kiểu như thế. Cái đầu tiên là chị sẽ cọc và đóng phí dịch vụ cho em. Sau đó 5 ngày cọc bao nhiêu? Cọc 50 triệu cộng phí dịch vụ. Phí dịch vụ là bao tiền? Phí dịch vụ tùy từng lô, có những chỗ là 200, chỗ 500, chỗ 250, chỗ 300. Mình không cụ thể một lô nào, không cụ thể từng khu được. Giá hợp đồng của nó là 1,5 tỷ chẳng hạn. Đấy. Thì bây giờ là nó sẽ còn một cái phí dịch vụ ngoài. Phí dịch vụ ngoài chẳng hạn 200 triệu chẳng hạn. Thì cái 200 triệu đấy là cái người ta lách thuế. Bởi vì nhưng tổng mà 200 triệu đấy là cái gì? Đó là cái phí dịch vụ lách thuế của người ta đấy. Tổng giá của người ta là 1,8 tỷ nhưng người ta tách ra hai phần, một phần 1,5 tỷ và một cái phần 300 triệu ngoài. Cái phần nếu mà giờ người ta đóng 1,5 tỷ cho nhà nước thì người ta sẽ phải đóng thuế cao hơn.
Bây giờ người ta chỉ đóng 1,5 tỷ cho nhà nước thôi, thì thuế người ta sẽ thấp hơn, thì cái 300 triệu người ta sẽ thu ngoài. Và đó, mà đó, đó gọi là cái công của chủ đầu tư. Một phần mình có thể hiểu đó là lách luật của người ta. Và cái 300 kia thì là? À, cái kia là ngoài, không làm trong hợp đồng. Tình trạng lách luật bán một đằng, ghi một kiểu sẽ giúp chủ đầu tư thu lợi bất chính số tiền chênh rất lớn. Đây có thể được xem là hành vi gian lận. Theo các chuyên gia, khi kê khai mua bán với giá thấp để né thuế, khách hàng có thể sẽ gặp nhiều rủi ro. Ví như khi phát hiện cơ quan thuế sẽ truy thu xử phạt, dễ phát sinh tranh chấp. Nếu trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên, tùy theo mức độ có thể bị xử lý hình sự. Đó là còn chưa kể đến việc hiện dự án TNR Bỉm Sơn vẫn chưa đủ điều kiện bán hàng, mà chỉ đơn thuần là các giao dịch dân sự đặt chỗ. Bằng những văn bản như vậy, chủ đầu tư dễ dàng huy động vốn từ hàng chục, hàng trăm hay thậm chí là cả ngàn người. Điều này vô hình chung đẩy rủi ro về phía khách hàng. Do đó, khi mua nhà hình thành trong tương lai, người mua cần trang bị đầy đủ thông tin để tránh rơi vào trạng thái dùng tiền thật, mua đất ảo. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định sẽ hủy giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10 tháng 1 của ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch của FLC. Và đồng thời ông Quyết còn bị phạt tiền mức cao nhất. Và vì ông Quyết bị cơ quan quản lý hủy giao dịch bán cổ phiếu FLC là chưa có tiền lệ, hay nói một cách khác là chưa từng xảy ra trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau đó những nhà đầu tư mua cổ phiếu FLC của ông Quyết bán hôm 10 tháng 1 sẽ không nhận được cổ phiếu cũng như là tài khoản, không bị trừ tiền. Và ngược lại, ông Quyết sẽ nhận lại cổ phiếu và tiền sẽ không về tài khoản. Hành động của ông Quyết khiến hàng trăm nhà đầu tư thua lỗ, gây bất bình và ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Hành vi này đe dọa đến sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định sẽ xử lý nghiêm, quyết liệt và triệt để theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xem xét thêm chế tài bổ sung để xử lý thật nghiêm hành vi vi phạm theo đúng quy định. Bộ Tài chính giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sớm nghiên cứu và đề xuất giải pháp ngăn chặn tận gốc hành vi sai phạm tương tự, không để xảy ra sai phạm rồi cơ quan chức năng mới xử phạt. Trong tương lai gần, hệ thống của thị trường sẽ không cho phép trường hợp sai phạm rồi mà lại tái phạm tiếp được giao dịch bình thường. Nếu như năm trước đây, thời điểm này tiểu thương ở các chợ truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường trữ hàng hóa để phục vụ cho Tết Nguyên đán, thì năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhất là sau đợt siết chặt giãn cách vừa qua, đã khiến nhiều tiểu thương dè dặt dự trữ kinh doanh hàng Tết, bởi họ sợ nhập hàng nhiều nhưng sức mua thì lại giảm. Trái ngược với sự nhộn nhịp trước đây, vào thời điểm này, chợ Tân Định, thủ phủ kinh doanh hàng hóa Tết lại rất vắng vẻ. Nhiều mặt hàng phục vụ cho Tết như bánh kẹo, mứt, trà, củ quả sấy đã được bày bán nhưng không nhiều. Đối với các mặt hàng thời trang như quần áo, giày dép, các tiểu thương thậm chí không dám nhập hàng mới, chỉ bán lượng hàng bị tồn đọng trong suốt thời gian dịch vừa qua. Theo các tiểu thương, lượng hàng chuẩn bị cho Tết năm nay giảm tới 50-70%. Giá cả có tăng, tăng cao nhất đối với các mặt hàng mứt, đồ sấy khô. Giảm đi nhiều lắm. Các hồi xưa là 10 giờ lấy chỉ có 3-4 gì. Nó giảm đi nhiều. Nó không giống như mọi khi mà mai mà gần sát luôn. Còn bây giờ không ai mai nữa. Là mua đồ may sẵn nhiều hơn. Hàng hóa lên giá dữ lắm. Họ cứ viện cớ là xăng với nguyên liệu với lại không có nhân công. Công nhân người ta đi về quê hết rồi kia không có nhân công. Cứ thế mà lên, đồ lên quá trời. Bán thì không có khách và đồ lên quá trời. Khách nó bớt nhiều lắm, không phải như là hồi trước đâu. Nhưng nay là ngày ở dưới là mùng mấy Tết, gần bước sang mùng 10 rồi đó, gần rằm rồi mà bây giờ thấy khách cũng lại la ra thôi, toàn khách quen. Tại chợ ở Bến Thành, chỉ mới có 30% lượng sạp hoạt động trở lại. Các mặt hàng hoa, đồ trang trí Tết, bao lì xì đã được bày bán. Tuy nhiên, hàng hóa không nhiều, mẫu mã cũng không đa dạng như mọi năm. Chủ yếu là các mặt hàng nội địa. Lượng khách giảm mạnh, các đơn hàng lớn cũng thừa thớt nên các tiểu thương chọn cách bán tới đâu, lấy hàng tới đó để tránh tồn đọng. Năm nay là tụi em không có nhập hàng, chỉ bán lại bông cũ thôi. Chỉ có là thiếu cái gì thì nhập vô chút đỉnh, chen vô, bán Tết là giống như mấy cái bông đông đào,
hoa đào là Tết thì thường thường mấy cái khách sạn, nhà hàng, rồi đường người ta mua người ta trang trí á, là tụi em có nhập thêm chút đỉnh đó thôi. Bán mấy chục năm rồi mà chưa bao giờ mà khách vắng như năm nay. Các mặt hàng luôn, mặt hàng bánh kẹo rồi lì xì hay này kia, tất cả đều nói chung là giảm tối thiểu. Bán thì duy trì thôi, tại vì bán quanh năm mà mình phải duy trì thôi chứ mình đâu thể bỏ được. Do tác động của dịch bệnh, sau thời gian dài đóng cửa, nhiều tiểu thương không mặn mà với cách bán hàng truyền thống mà đưa lên các kênh thương mại điện tử để bán trực tuyến. Đây cũng được xem là cách thức mới của thị trường hàng hóa Tết năm nay. Tất cả đang hy vọng từ nay tới Tết Nguyên đán, hàng hóa Tết sẽ được tiêu thụ mạnh hơn khi Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức trở thành vùng xanh. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ngày càng mọc nhiều chung cư cao tầng. Vấn đề phòng cháy chữa cháy loại này càng được chú trọng do tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn rất cao. Và để ngăn ngừa giảm thiểu thiệt hại do các sự cố cháy nổ tại chung cư, thành phố đã xây dựng mô hình chung cư an toàn phòng cháy chữa cháy với việc thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy. Tìm hiểu của phóng viên về mô hình tổ tự quản khu chung cư an toàn về phòng cháy chữa cháy đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Khi chuyển đến sinh sống tại chung cư này vào năm 2018, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền chưa tìm hiểu kiến thức phòng cháy chữa cháy cũng như không biết kỹ năng ứng phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra ở chung cư cao tầng. Qua các buổi kiểm tra, hướng dẫn của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, chị đã biết cách sử dụng thiết bị chữa cháy, các lối thoát nạn trong chung cư. Sau khi lắp thì tôi cũng biết cái tác dụng, tôi chỉ biết cái tác dụng của cái việc là an toàn cho trẻ nhỏ, nhưng mà bên cạnh đó thì khi mà có sự cố cháy thì đó là những chỗ thoát hiểm, thì tôi cũng đã sử dụng cái tôi cũng đã sử dụng cái kim để khi có sự cố thì tôi cắt để mình có để tiếp cận vì các cái đôi không chạy nó có thể hỗ trợ mình. Tháng 8 năm 2021, chung cư này được thành phố Vinh lựa chọn xây dựng mô hình khu chung cư an toàn phòng cháy chữa cháy đầu tiên tại Nghệ An. Ban quản lý chung cư đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với 32 thành viên, bao gồm 12 cán bộ ban quản lý và 20 cư dân đại diện cho các tầng. Các thành viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở được tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Nếu như khi sự cố xảy ra thì lực lượng tại chỗ chúng tôi tiếp cận, đầu là lực lượng đầu tiên tiếp cận và xử lý trước lúc các lực lượng phòng cháy chữa cháy của thành phố đến. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ là yếu tố đặc biệt quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đã tổ chức kiểm tra định kỳ hàng tháng về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sắp xếp phương tiện, hàng hóa không cản trở lối thoát nạn, bảo dưỡng duy trì hệ thống chữa cháy, lập hồ sơ theo dõi, quản lý các hoạt động phòng cháy chữa cháy theo quy định. Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở phù hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ định kỳ hàng năm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy chữa cháy đến các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình kết hợp cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu chung cư. Qua cái công tác tuyên truyền cũng thực hiện thường xuyên, trong quá trình kiểm tra thì cũng vận động các hộ dân tuyệt đối không được làm các cái rào chắn và các cái chuồng cọp để đảm bảo cái lối thoát thứ hai cho các hộ dân. Việc xây dựng và tiến tới triển khai nhân rộng mô hình khu chung cư an toàn về phòng cháy chữa cháy ở thành phố Vinh hy vọng sẽ tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật phòng cháy chữa cháy của người dân, từ đó góp phần đảm bảo an toàn, hạn chế tình trạng cháy nổ ở khu dân cư. Bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tư nhân được tham gia xây dựng hệ thống lưới truyền tải điện là cần thiết. Tuy nhiên, thể chế hóa như thế nào cho đúng, phù hợp với thực tế đó lại là vấn đề cần được cân nhắc thận trọng để đảm bảo tính hợp lý, khả thi, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Nội dung được đề cập trong bản tin ngày 13 tháng 1.